Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phó Thông đã lên tiếng kêu gọi tất cả các thành viên của Hội đồng Bảo an loại bỏ các tính toán chính trị, đặt việc cứu người lên hàng đầu và ủng hộ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua nghị quyết liên quan đến tình hình Rafa ở giải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp công khai của Hội đồng Bảo an về vấn đề Israel và Palestine, ông Phó Thông cho biết cộng đồng quốc tế rất quan tâm đến tình hình ở Rafa và nhiều lần kêu gọi ngừng bán ngay lập tức. Tòa án quốc tế cũng đã ban hành lệnh về các biện pháp tạm thời yêu cầu Israel lập tức ngừng tấn công quân sự tại Rafa. Mặc dù vậy, Israel vẫn tiếp tục ném bom vào các trại tị nạn ở Rafa bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, dẫn đến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này.